Nhục thung dung hôm nay về hàng đây cô chú anh chị, đây là những cái nhục thung dung khô dạng to. Hiện tại bây giờ mình đang bán là 500.000 đồng cho 1 kg cái nhục thung dung to này. Mọi người có thể thấy là cái nhục thung dung này nó khá là dài, đâu đó nó sẽ khoảng tầm 3, dao động khoảng 30 cho tới 40 phân, nó có những cái thì sẽ khoảng 20 phân. Đây, ví dụ như thế này. Những cái dài thì nó sẽ khoảng 40 phân nha. À, còn những cái bình thường thì nó sẽ khoảng hơn 20, có những cái thì 20, có cái bị 30. Ừ. Cái này thì lúc tươi nó sẽ to nhưng mà khi mà khô thì nó sẽ tóp vào, và cái nhục thung dung này khi mà làm khô đấy thì nó sẽ phải có một cái lớp mật ong ở bên ngoài, thành ra là cái màu nó sẽ đen, và để bảo quản được lâu hơn thì chắc chắn là phải có một cái lớp mật ong bọc bên ngoài. Đấy. Thì cái nhục thung dung này cái khi mà mọi người ngâm nó có sẽ có cái vị ngọt ngọt nha. Thế và cái hàng này thì mình chỉ nhập cái hàng to thôi, cho nên là cô chú anh chị nhìn có thể thấy là cái chất lượng nó khá là ok. Và khi mà mọi người lấy về chúng ta chỉ việc cho vào ngâm thôi. Có thể là chúng ta sẽ tráng qua tiểu một lần, sau đó thì chúng ta cho vào bình chúng ta ngâm. Tỷ lệ thì sẽ là 1 cân với lại 5 cho tới 7 lít tiểu. Thế và mỗi 1 cân như thế này thì có giá thành 500 ngàn. Và khi mà mọi người ngâm đấy thì chủ yếu khi mà ngâm xong dùng thì tác dụng của nó chủ yếu giúp tăng cường sinh lý và giảm đau xương khớp cho nam giới. Tác dụng chính là tăng cường sinh lý cho nam nha. Cái nhục thung dung này á thì mọi người có thể thấy là tất cả các cái củ mà bên mình lựa chọn thì đều là các củ to hết. Đấy. Cái này khi mà những người bị đau nhức xương khớp thì chúng ta sử dụng cũng sẽ đỡ khá là nhiều. Đây là cái phần củ ở bên dưới, cái phần gốc đấy, còn đi lên trên thì nó sẽ bé dần. Cái nhục thung dung này, cái vảy của nó sẽ có những cái vảy vảy như thế này này. Lúc tươi nó có, cho nên là khi mà khô nó sẽ tóp tóp đi, nhìn nó không được rõ vảy giống như lúc tươi đâu. Tất cả đều là nhục thung dung to hết. 500.000 đồng cho 1 kg nhục thung dung. Cô chú anh chị nào có nhu cầu ngâm đấy, ngâm tiểu ấy, hay là sắc nước uống bằng nhục thung dung thì chúng ta có thể tham khảo chúng ta sử dụng loại này. Và ngoài ra, ngoài cái việc mà ngâm mình nó thì cô chú anh chị có thể là chúng ta ngâm cùng với ba kích, sâm cau, nấm ngọc cẩu, lá dâm dương hoắc, bạch tật lê hay là một vài các cái vị khác nữa mà giúp tăng cường sinh lý. Ok, cô chú anh chị nào có nhu cầu về nhục thung dung thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại trên màn hình nha, 0974 010585 và 0909 010585. Hai số mình đều có Zalo và cả Facebook luôn, thì cô chú anh chị có thể nhắn tin để liên lạc một trong hai số. Kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.